Như các bạn cũng đã biết, vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2022 đã ghi nhận rất nhiều tình trạng lỗi màn hình đối với người dùng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Điều đó đã khiến cho người dùng hết sức hoang mang, bởi lẽ cái giá phải trả cho việc thay thế linh kiện sẽ lên tới gần 10 triệu đồng nếu khách hàng nào không còn bảo hành. Thì liệu rằng trong năm 2023 này, iPhone 13 Pro Max có còn thực sự đáng mua hay là không? Và cách giải quyết như nào cho an toàn khi mua iPhone 13 Pro Max? Các bạn cùng xem đến cuối video để có câu trả lời cùng mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên là nói về mức giá. Hiện tại dòng máy đang có một mức giá cực kỳ tốt. Nếu bạn mua cũ thì giá quanh khoảng 19 đến 20 triệu, tùy thuộc vào bộ nhớ hay là mức độ cũ. Ngoài ra nếu các bạn mua mới thì nó chỉ rơi vào khoảng 26 triệu mà thôi. Và các bạn có thể tham khảo tại hệ thống của TechOne với đầy đủ các phiên bản và dung lượng bộ nhớ. Điểm mà người dùng yêu thích nhất ở iPhone là camera. Đánh giá về góc độ camera, những linh kiện này, độ phân giải cũng như là màn hình của máy thì iPhone 13 Pro Max một sự tiếp nối thành công của iPhone 12 Pro Max. Nói khách quan thì xét về tổng thể giữa iPhone 13 Pro Max và iPhone 12 Pro Max thì chúng vẫn có những nét tương đồng với nhau. Song iPhone 13 Pro Max vẫn thực sự khác biệt và đáng giá tiền với nhiều yếu tố mới và cải tiến hơn. Các bạn hãy nhìn vào camera này đi. Camera vẫn luôn là một trong những yếu tố mà Apple đặc biệt chú trọng phát triển, cải tiến qua từng dòng máy. Ở iPhone 13 Pro Max này thì vẫn có 3 ống kính và được trang bị camera tele 77mm. Hoàn toàn mới, nó giúp cho máy có thể zoom quang học lên tới 3x. Bên cạnh đó, 13 Pro Max sở hữu camera góc siêu rộng, tuy chỉ giữ độ phân giải 12MP nhưng được Apple cải thiện khả năng tự động lấy nét này, chụp đêm tốt hơn so với các dòng iPhone trước đó và có thêm khả năng nữa là chụp cận cảnh, cho phép lấy nét với khoảng cách chỉ 2cm chụp macro. Một ưu điểm và cải tiến tuyệt vời nhằm đáp ứng cho các nhu cầu các bạn cần chụp ảnh, quay phim trên các nền tảng mạng xã hội để phục vụ công việc. Tiếp đến là màn hình của iPhone 13 Pro Max. Tấm nền thiết bị sử dụng sở hữu công nghệ XDR OLED hiện đại với độ phân giải lên tới 1.284 x 2.778 pixel. Nói chung về trải nghiệm thị giác thì chiếc flagship đỉnh cao của năm 2021 chưa bao giờ làm mình thất vọng khi sử dụng các tác vụ giải trí. Màu sắc hiển thị của iPhone 13 Pro Max đầy sống động nhưng không làm mất đi nét trung thực. Ngoài ra thì màu đen trên máy cũng rất là sâu và độ nổi khối cao. Mình hay dùng điện thoại để xem YouTube hay Netflix bởi cảm giác đem lại nó rất là đỉnh. Chưa hết, điểm sáng của smartphone này còn nằm ở tần số quét màn hình lên tới 120Hz. Đây là đời iPhone đầu tiên của hãng Apple nhận được sự đổi mới cực mạnh về thông số này. Điều này thì giúp đem lại độ mượt mà và đáp ứng được các video hay là setting game có hỗ trợ. Điểm khác biệt hoàn toàn của iPhone 13 Pro Max so với iPhone 12 Pro Max hay là các cái dòng trước đó là màn hình 120Hz. Bản thân mình hay rất nhiều anh em đồng nghiệp khác đều cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt ấy khi sử dụng màn hình 120Hz của iPhone 13 Pro Max so với các màn chỉ 60Hz của các iPhone đời 12 Pro Max trở xuống. Tuy nhiên, chính vì màn hình 120Hz này nên ở cả iPhone 13 Pro Max hay là iPhone 14 Pro Max đều liên tiếp gặp phải những tình trạng bị sọc màn, xanh màn. Đó có thể là một tỷ lệ không cao và hên xui nhưng có lẽ đó là lý do lớn nhất đều khiến cho người dùng cảm thấy hoang mang, sợ sệt và cảm thấy chần chừ không dám mua iPhone 13 Pro Max. Nhưng nói công bằng một chút thì không phải máy nào cũng sẽ bị. Dùng đồ công nghệ mà, nó là một cái gì đó khá may rủi. Có những người dùng iPhone 13 Pro Max từ lúc mới ra mắt cho đến tận bây giờ vẫn không vấn đề gì cả, vẫn dùng ngon lành luôn. Ai mua máy mà chẳng muốn sử dụng về lâu về dài đúng không? Nếu mà các bạn mua được những chiếc máy mà còn được bảo hành chính hãng V&A là tốt nhất. Bởi cái này là bảo hành chính hãng của Apple thì sẽ rất dễ để các bạn bảo hành ở Việt Nam khi xảy ra một cái lỗi nào đó. Còn ai mà mua máy bảo hành của Apple nhưng lại ở một cái thị trường khác nước ngoài mà hàng xách tay không phải Việt Nam thì khá là khó đấy. Chính vì thế chúng ta cần phải lựa chọn cho mình những địa chỉ mua hàng uy tín thì sẽ sở hữu được những chiếc máy ngon nghẻ với sự cam kết bảo hành an tâm trong quá trình sử dụng. Mà lỡ xảy ra gì các bạn cứ đem về nơi mình mua để bảo hành thôi. Để yên tâm hơn thì các bạn nên tham khảo mua thêm các gói bảo hành mở rộng như là Apple Care Plus nhé. Nó sẽ là một giải pháp an toàn để chúng ta mua iPhone 13 Pro Max lúc này. Không những màu sắc, về độ sáng màn hình tối đa cũng lên tới 1.200 nits, kém hơn một chút so với iPhone 14 Pro Max bây giờ, nhưng mà khi các bạn đem ra trời nắng ý, thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đi vào đánh giá iPhone 13 Pro Max sâu hơn về hiệu năng. Điện thoại được tích hợp vi xử lý A15 Bionic siêu khủng. Đây được mệnh danh là con chip có sức mạnh đỉnh nhất thế giới khi được công bố vào năm 2021. Nên chắc chắn về tốc độ hoạt động trên máy thì không cần gì phải bàn cãi cả. Mới ra mắt được hơn một năm thì chắc các bạn cũng biết, đánh giá về hiệu năng còn tốt không trong năm 2023 thì đúng là hơi thừa. Nhiều bài test đã cho thấy các phản hồi thao tác cơ bản gần như sẽ khó có thể nhận thấy được sự khác biệt. Vẫn có, nhưng mà rất là nhỏ so với iPhone 14 Pro Max. Một điểm đáng chú ý nữa của dòng iPhone 13 Pro Max đó là pin 4.352 mAh,
tức là sẽ rơi vào khoảng 7 đến 8 tiếng sử dụng liên tục nếu có chơi game. Đồng thời cải thiện việc giật lag hay là nóng máy khi chơi các tựa game nặng như là PUBG, Genshin Impact khi các bạn để ở setting cao, tốt hơn so với các dòng iPhone 12 Pro Max trở về trước. Còn nếu mà bạn chỉ để lướt web hay là đọc báo hoặc là nhắn tin với mọi người thì thời gian dùng phải lên tới 9 đến 10 tiếng thì mới hết. iPhone 13 Pro Max không sai khi luôn nằm trong top những chiếc iPhone pin trâu nhất của Apple. Pin khủng thôi thì thực sự vẫn chưa đủ, do đó Apple đã quyết định đem lại cho chiếc máy này công nghệ sạc nhanh để nâng tầm đẳng cấp trải nghiệm người dùng. Cụ thể, công suất sạc mà iPhone 13 Pro Max sở hữu là 27W. Với thông số ấn tượng này thì các bạn chỉ mất nửa tiếng để sạc đầy từ 0% cho tới 48% pin cho máy. Từ đó chúng ta có thể suy ra được là để sạc đầy 100% pin sẽ mất tầm khoảng 2 giờ. Độ tiện lợi của iPhone 13 Pro Max còn nằm ở tính sạc không dây MagSafe với công suất 15W. Ngoài ra, Apple còn hỗ trợ điện thoại có thể sạc chuẩn QI với nhiều loại đế sạc khác nhau với con số là 7.5W. Như chúng ta đã thấy, nếu đánh giá pin của iPhone 13 Pro Max thì khó có thể nào chê được. Không gì ok hơn một chiếc điện thoại có hệ điều hành tối ưu, thời lượng sử dụng cao, lại đi kèm tốc độ sạc đã được cải thiện, phải không các bạn? Tóm lại, tính trên hiệu năng, ngoại hình rồi camera, mọi thứ đều vẫn quá xịn đi kèm với mức giá đã giảm sâu. Thì theo cá nhân mình, iPhone 13 Pro Max vẫn xứng đáng mua ở thời điểm hiện tại. Là các bạn nghĩ sao? Hãy comment cho chúng mình biết. Và đừng quên tham khảo link mua hàng tại hệ thống của Tech One, mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Tech One.